Và bây giờ các bạn yêu quý, không để các bạn chờ đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng chào đón vị thầy của chúng ta trong chương trình Soft Talk ngày hôm nay. Và để chúng ta chào đón thầy, xin mời các bạn chúng ta hãy ngồi ở tư thế thả lỏng, thư giãn. Xin mời các bạn chúng ta hãy chắp tay trước ngực để chúng ta cùng chào đón vị thầy của chúng ta ngày hôm nay. Xin gửi lời chào mừng tôn kính nhất tới Master Ojaswanis. Xin cảm ơn thầy vì đã hiện diện ở đây, vì đã chia sẻ sự thông tuệ của thầy đến với tất cả chúng ta. Namaste Master Ojaswanis. Well friends, welcome to Source Talk. Các bạn yêu quý, xin chào mừng các bạn đến với chương trình Trò chuyện với nguồn. And this Source Talk will be continuity about last time part 1. So let us explore about what is nature, how to connect with nature, the being harmony with nature and the reminders how we can live like a nature. Và chương trình Source Talk lần này sẽ là sự tiếp nối của số trò chuyện với nguồn từ tháng trước. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thế nào là sống thuận tự nhiên. So friends, in our existence, there are only two things. One is natural things, unnatural things. Trong sự tồn tại của chúng ta trên thế giới này, chúng ta có là hai loại. Loại đầu tiên là những điều tự nhiên. Loại thứ hai là những điều không tự nhiên. So natural things is which is existential, which is not created by humans or not manipulated by the humans. Những điều tự nhiên là những điều đã có sẵn và điều này không được tạo bởi con người. Unnatural things which is created by human intelligence, which is manipulated, which is the byproduct of nature. Thế còn những điều không tự nhiên là những điều được tạo ra bởi con người. So our life is moving with nature and unnatural. Và cuộc sống của chúng ta là sự kết hợp giữa những điều tự nhiên này và những điều không tự nhiên. So of course as it thinks we know what is unnatural means. Và tất cả chúng ta đều biết những điều gì là không tự nhiên. Which is chemical. Which is the foreign entity not support for the nutrition, for the nourishment of the environment. That is unnatural. Những điều không tự nhiên là những hóa chất mà không hỗ trợ cho thiên nhiên, cho môi trường sống xung quanh chúng ta. But anyways, now our thing is not about things. It's about inside us. We are talking about inside, within us, what is natural, what is unnatural. Nhưng ở đây, thầy đang không chỉ nói về những điều ở thế giới bên ngoài kia, mà thầy muốn nói về những điều ở bên trong chúng ta. Bên trong chúng ta có cái gì là tự nhiên, có cái gì là không tự nhiên. And answer is very simple. When we able to ally with our true self, with our authenticity, that is natural. Khi chúng ta được là phiên bản chân thật, đó chính là trạng thái tự nhiên. Life will flow. Cuộc sống này sẽ chảy trôi. Things will become effortless. Mọi thứ sẽ trở nên phi nỗ lực. We feel more spacious in our life. Chúng ta sẽ cảm có nhiều không gian hơn trong cuộc sống của mình. Even we live in a small room,
still we can feel spacious. Cho dù chúng ta sống ở trong một căn phòng rất nhỏ, chúng ta vẫn cảm thấy rộng rãi. Because we are already in nature inside. Bởi vì chúng ta đã là tự nhiên ở bên trong chúng ta rồi. What is unnatural within us? Thế còn những điều gì là những điều không tự nhiên ở bên trong chúng ta? The fear of rejection. Đây chính là nỗi sợ mà chúng ta bị từ chối. Try to win others in order, try to put someone's low in order to feel we are high. Đó là khi chúng ta cố gắng làm cho người khác thấp kém hơn để chúng ta cảm thấy mình cao hơn họ. Finding the shortcuts for the pleasure. Tìm kiếm những con đường tắt để tới sự sung sướng. So this is unnatural. Đây là trạng thái không tự nhiên. So when our life filling with unnatural things, our life become burden. Khi mà cuộc sống của chúng ta tràn đầy những điều không tự nhiên, cuộc sống này sẽ là những gánh nặng. We feel heavy. Chúng ta cảm thấy nặng nề. We feel diseased. Chúng ta cảm thấy bệnh tật. So, it's all about only two things. One is natural, second is unnatural. And which one we are mostly nourishing inside, that's all about well-being. Và đây điều này, đó là chúng ta cần có một sự nhận biết điều gì là tự nhiên, điều gì là không tự nhiên. Và làm thế nào để chúng ta cân bằng ở bên trong. Friends, if it makes sense to you, if you felt yes, this is what we need to realize, so make them give some heart symbol, so I knew that everyone is connected here and well listening. Vậy các bạn yêu quý, nếu mà các bạn cảm thấy kết nối với những điều thầy chia sẻ, chúng ta hãy thả hình trái tim để thầy biết rằng là chúng ta đang ở đây, chúng ta đang kết nối với những điều thầy chia sẻ này. So anytime we are feeling stress, anytime we are feeling low energy, it means something in our mind not natural. Cứ mỗi lần mà bạn cảm thấy căng thẳng, điều này có nghĩa là chúng ta đang sống không tự nhiên. So meditation help us to be in this natural state, which is equanimous. Thực hành thiền giúp cho chúng ta ở trong trạng thái tự nhiên như thế này. Đây là một trạng thái cân bằng. For example, we want someone's care, caring. Ví dụ chúng ta mong muốn sự quan tâm từ một người khác. If we live in our responsibility, caring comes naturally. Nếu mà chúng ta sống với trách nhiệm của mình, cái sự quan tâm này nó sẽ đến rất tự nhiên. Isn't it, friends? That is the formula. When you live in your responsibility, when you doing your responsibility, care will come, bound to come. Khi mà bạn làm những trách nhiệm của mình, thì sự quan tâm nó sẽ đến với bạn một cách rất tự nhiên. For example, Buddha teach meditation to everyone and people around care him. Ví dụ, Đức Phật dạy thiền cho tất cả những người xung quanh và mọi người quan tâm tới Đức Phật. Any leader when he do his best job, the assistants or the supporters always care him. Khi mà một người lãnh đạo làm công việc của mình rất tốt, sẽ có những người trợ lý, sẽ có những người đồng nghiệp quan tâm tới họ. So being in our responsibility and doing our best is natural. So care will come. Khi mà chúng ta làm tốt nhất trong khả năng của mình, khi chúng ta làm những trách nhiệm của mình, sự quan tâm nó sẽ đến một cách rất tự nhiên. But sometimes what we do, which is unnatural, we want caring, that's why we share our victim stories to everyone, so they listen that and they start to give sympathy. That sympathy we feel caring. Nhưng đôi khi cái cách mà chúng ta tìm kiếm sự quan tâm lại rất không tự nhiên. Chúng ta sẽ ngồi chia sẻ với những người bạn của mình những câu chuyện buồn khổ để tìm kiếm sự thương hại, sự cảm thông từ họ để họ quan tâm tới chúng ta. So seeking others' sympathy and trying to feel cared is unnatural. Tìm kiếm sự thương hại từ người khác và hy vọng rằng họ sẽ quan tâm với bạn. Đây là một điều không tự nhiên. Well friends, if it makes sense, make number one in the chat box. Các bạn yêu quý, nếu những điều này mà các bạn thấy hợp lý, chúng ta hãy bấm số 1 ạ.
Well, so like this, the signal within our energy system is, if we're feeling heavy, if we're feeling stuck, if we're feeling stressed, it means somewhere in our thought level we are, our emotional level, or our understanding level, we are unnatural. That's why this is the symptom. The heaviness is the symptom of unnatural. Vậy nếu mà bạn cảm thấy căng thẳng, nặng nề, điều này có nghĩa là bên trong bạn đang có một sự không tự nhiên. Đây là một dấu hiệu, một triệu chứng của việc chúng ta đang sống không tự nhiên. Of course, sometimes something is triggers up and we witness it. So the in the witness time, during the triggering time, of course we feel heavy, that is different. But all the time feeling heavy, that what I'm saying, that is unnatural. Tất nhiên sẽ có những lúc bên trong chúng ta sẽ có những gì đó nó trồi lên, nó dâng lên và chúng ta cảm thấy nặng nề, căng thẳng. Cái điều này là tự nhiên. Tuy nhiên, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy căng thẳng, nặng nề thì điều này là không tự nhiên. Friends, let us remind ourselves, connecting with nature does not mean you go to some forest and you sit under the tree, you go to the river, you sit under beside the river bank. Các bạn yêu quý, thầy muốn gửi lời gợi nhắc cho bạn rằng chúng ta sống thuận tự nhiên không phải là chúng ta ra rừng, chúng ta ngồi bên cạnh dòng sông, chúng ta kết nối với cây cối. Otherwise, in the modern life, no one can live in the nature. Bởi vì nếu không, thì tất cả chúng ta sống ở trong cái cuộc sống hiện đại này, làm sao có thể kết nối và sống thuận tự nhiên? Because every single person does not have that possibility to be in the forest or be river, sit to the beside the river. Bởi vì không phải ai cũng có cơ hội được ngồi cạnh một dòng sông, được sống ở trong rừng. Of course, that will be nature. If you have a possibility, definitely we can go to the forest, we can go to the riverside, we can sit. But that is not an obligation that you should have, because you are the nature. Tất nhiên, nếu bạn có cơ hội được ra bờ sông, được ở trong rừng thì đây là điều rất tuyệt vời. Nhưng chúng ta đừng quên một điều rằng bạn mới chính là tự nhiên. Even you are thinking about, oh, I miss the mountains, I need mountains. I miss the river, I need river. Oh, I am a beach person, I need beach. Cho dù bạn có suy nghĩ rằng, ôi, mình nhớ rừng quá, mình nhớ biển quá, mình nhớ núi quá. Still there is a dependency. Nhưng vẫn có một sự phụ thuộc ở đây. I'm not sure being dependent like that and losing your own power, I'm not sure it's nature. Và thầy không nghĩ rằng cái việc chúng ta trở nên lệ thuộc như vậy và chúng ta mất đi chính sức mạnh của mình, điều này là tự nhiên. So according to my awareness, I'm still feeling that is unnatural. Vậy thì dựa vào sự nhận thức của thầy, thầy vẫn thấy rằng đây là một điều không thuận tự nhiên. So according to my observations, nature means a complete acceptance. No matter you are in the concrete jungle, like our buildings, traffic, or even you are in the original nature, everything is acceptable because it's happening now. So you create that harmony with that happening. That is nature. Dựa vào nhận thức của thầy, cho dù bạn có mắc kẹt giữa ùn tắc giao thông hay là cho dù bạn đang ở giữa thiên nhiên, cái việc chúng ta có chấp nhận trọn vẹn cái không gian mà chúng ta đang ở không, điều này mới là thuận tự nhiên. It means when you are natural, when you are become nature, you don't have any dependency. Điều này có nghĩa là khi chúng ta trở thành tự nhiên, chúng ta không còn những sự lệ thuộc. Of course, we are codependence on each other, but that is different story. It happens by itself. It's a life force. You don't need to personally depend on something. Tất nhiên, chúng ta có những mối liên kết với nhau, nhưng đây là những điều tự nhiên. Does it make sense, friends? If it makes sense, give the thumbs up. Các bạn có hiểu ý thầy không? Nếu các bạn hiểu ý thầy, hãy thả hình biểu tượng nút like ạ. Just I'm asking every time, give this heart symbol, give this thumbs up. This is just to create communication between you and me and all together. Thầy yêu cầu chúng ta hãy tương tác là để có thể có một cái sự giao tiếp giữa cả hai chiều, để thầy có thể hiểu bạn hơn ạ.
Sometimes what happens, listening, we lost in our thoughts. Chứ đôi khi chúng ta nghĩ nhiều quá các bạn. Chúng ta cứ nghĩ nhiều và chúng ta lạc lối trong những suy nghĩ của mình. So it's good to create this involvement and connection. Và như vậy, rất là quan trọng để chúng ta có một sự tham gia, có một sự tương tác như thế này. So it means I am not sharing. You also become part of that sharing. So we all together sharing. Điều này có nghĩa là không chỉ mình thầy ngồi đây chia sẻ cho các bạn, mà các bạn cũng là một phần của những chia sẻ này. So we are collectively creating this space when we everyone involved. Và chúng ta đang cùng nhau tạo ra một không gian như thế này khi mà tất cả các bạn chúng ta cùng tham gia, chúng ta cùng hiện diện. So when something is collectively created, it's become more universal, more expansion. Khi mà chúng ta cùng nhau chung tay tạo ra một điều gì đó thì điều này nó sẽ mở rộng hơn nữa. Well friends, so thank you so much for your response and being here and giving your attention and creating this conscious space visually. Thầy gửi lời cảm ơn tất cả chúng ta vì đã tương tác rất nhiệt tình, vì đã phản hồi rất nhiệt tình và cùng nhau chúng ta chung nhau chung tay tạo nên một không gian ở đây. Well, so anytime we have a dependency, maybe it's not nature. Cứ mỗi lần mà chúng ta phải phụ thuộc vào một điều gì đó, đây là một điều không tự nhiên. Of course, maybe dependency is okay. Like 3 years children, they are dependent on their parents. Tất nhiên, một em bé 3 tuổi thì cần phải phụ thuộc vào cha mẹ. But out of the dependency, we have fear. Oh, they will take care of me or not. They will respect me or not. What if they abandon me? This kind of things, not natural. That is a knowledge, creating the manipulation in the mind, within the mind. Children never think that. Children is free. They are dependents. Whatever comes to them, they enjoy with it. Nhưng bên cạnh sự lệ thuộc này, trong đầu chúng ta còn có những nỗi sợ. Tôi không biết họ sẽ có chăm sóc, họ có quan tâm, họ có yêu thương tôi hay không. Vậy chính những nỗi sợ này được tạo nên bởi những kiến thức trong tâm trí của chúng ta. Trong khi đó, hãy nhìn những đứa trẻ con của chúng ta. Chúng không bao giờ có nỗi sợ người khác có yêu thương, người khác có quan tâm đến chúng hay không. So running after something with the fear of losing something is unnatural. Khi mà chúng ta chạy đuổi theo một điều gì đó bởi vì chúng ta sợ rằng mình sẽ mất đi điều đó thì nó là một điều không tự nhiên. That's why we are tired in the life. Chính điều này làm cho bạn trở nên mệt mỏi trong cuộc sống này. Natural means everything happens in a divine timing. So whatever happened to you, it happens for a reason, and every reason to make you the best version of yourself. Tự nhiên có nghĩa là mọi chuyện diễn ra trong cái thời điểm thiêng liêng của nó. Mọi chuyện xảy ra đều để giúp bạn nâng cấp, phát triển và trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. So it's very clear. So there is nothing to think too much. There is nothing to think overwhelming, overthinking, whatever. Whatever makes us too much rush, that need to be break down. Và như vậy, mọi thứ rất rõ ràng, thông suốt. Những điều gì mà làm cho bạn vội vã, hối hả, thì chúng ta cần phải phá vỡ những điều này. So friends, you are the nature. It does not mean you need the nature to connect with the nature. Các bạn yêu quý, hãy ghi nhớ rằng chính bạn là thiên nhiên. Bạn không cần phải ở cạnh thiên nhiên để chúng ta kết nối với thiên nhiên. When your thought, feeling, emotion, becoming into the righteousness, you are the nature. So you are radiant with the vibration of healing. It means you are the nature. Khi những suy nghĩ, cảm giác, cảm xúc của bạn ở một chiều hướng đúng đắn, bạn sẽ tỏa ra một từ trường năng lượng của sự chữa lành và bạn trở thành tự nhiên. So, if you become nature, does not matter. Even you stay very artificial area,
but still you are just like a plant. Whatever the plant brings, that that peace vibration, just like imagine when you put some little pot with the small plant in front of your table, it gives you that pleasantness. So the same kind of pleasantness your presence itself gives in that artificial place. Chúng ta hãy tưởng tượng một chậu cây mà chúng ta có trong nhà. Cứ mỗi lần chúng ta nhìn thấy chậu cây này, chúng ta cảm thấy rất thoải mái, dễ chịu. Và chúng ta, khi mà chúng ta trở thành tự nhiên, cái sự hiện diện của chúng ta cũng như là cái chậu cây này tỏa ra một nguồn năng lượng chữa lành, cho dù chúng ta có sống ở trong một không gian nhân tạo. That's beautiful, friends. If does it make sense to you, please write in the chat box this word like this: I am the nature. Các bạn yêu quý, vậy nếu mà các bạn hiểu ý này của thầy, chúng ta hãy ghi vào phần chat box: tôi chính là tự nhiên. Chúng ta hãy cùng nhau ghi ạ. Tôi chính là tự nhiên. Ôi, các bạn thấy thầy đọc tiếng Việt hay không ạ? Tôi chính là tự nhiên. Tôi chính là tự nhiên. Yes, yes, master. Tôi chính là tự nhiên. Tôi chính là tự nhiên. Tôi chính là tự nhiên. I am the nature. I am the nature. All my thoughts, all my feelings, all my emotions, I let it will be harmonious. I let it will be healingful. I let it will be harmonious. I let it will be healingful. I am the nature. I am the nature. Tôi chính là tự nhiên. Tôi chính là tự nhiên. I am the nature. I can be free. I can be harmony. I am the nature. I can be free. I can be fullest in my life. I can be fullest in my life. I don't fear. I don't depend. I don't compare myself with anyone. I live in my ultimate reality. I live in my true self. I am the nature. Jasmine, it's your turn to sing that what I said or something you can add to it, and it's your turn. Tôi chính là tự nhiên. Tôi chính là sự tự do và hòa hợp. Tôi có thể trở nên tự do mà không cần phải so sánh hay phán xét chính tôi. Tôi chính là tự nhiên. Tôi chính là tự nhiên. Tôi chính là gì ạ các bạn? Tôi chính là tự nhiên. That's beautiful, friends. So, always being simple, relaxed, stable, expressive, being honest in asking, being honest in receiving, this all comes to nature because it creates the harmony within. Nature means harmony. Most of the time nature means harmony. Các bạn yêu quý, khi chúng ta sống chân thật, dám bày tỏ chính mình, chúng ta trung thực trong cách chúng ta hỏi và nhận lại, đây chính là tự nhiên. Bởi vì thiên nhiên phần lớn chính là một sự hòa hợp. So nature means healing, unnatural means disease. Tự nhiên là sự chữa lành, không tự nhiên có nghĩa là bệnh tật. I mean, when we get diseased, that is maybe natural, but there is a anti
nature activity goes on inside, that anti-nature activity creates the disease. I'm talking about that. Tất nhiên, ở một số trường hợp khi mà bạn mắc bệnh, đây là một điều thuận tự nhiên. Tuy nhiên, khi mà bên trong chúng ta có những sự kháng cự, có những sự chống đối, điều này tạo ra bệnh tật. You know, friends, when some people have severe diseases like cancer or some kind of type 2, type 3, that kind of diabetes or any kind of worse diseases, people will die because of their insecurity more than the people has the disease. Các bạn có biết không, khi có một người mắc bệnh ung thư hay là những căn bệnh nan y, thì họ sẽ chết bởi vì cái sự bất an, lo âu bên trong họ, chứ không phải vì cái bệnh tật này. And there are many brilliant stories, those who been to the very critical problems, but once they try to connect with the nature within, and they connect with the nature around, and they start to amplify their healing energies, and they came out of very critical diseases. Và đã có hàng triệu câu chuyện của những bệnh nhân ung thư, họ đã, khi họ kết nối với tự nhiên bên trong họ, họ có thể chiến thắng những bệnh tật này. So what I mean is, when you are natural, you heal. You heal yourself, you heal your family, you heal wherever you go. Wherever you go, the healing go with you. Ở đây thầy muốn nói với chúng ta rằng, khi bạn tự nhiên, bạn chữa lành chính mình, bạn chữa lành gia đình của mình, và bất kỳ nơi nào bạn đến, bạn cũng tỏa ra một nguồn năng lượng chữa lành. When you see them, the healing passes through your eyes. When you smile at them, the healing passes through your smile. When you touch, when you hug, when you wish, everything become healing. Khi bạn nhìn thấy họ, cái nguồn năng lượng chữa lành đã được lan tỏa tới họ. Khi bạn mỉm cười với họ, cái nguồn năng lượng này đã được lan tỏa rồi. Cho dù bạn chạm vào đâu, bạn nhìn đâu, bạn làm gì, cái nguồn năng lượng chữa lành của bạn cũng chạm tới mọi vạn vật. So with the righteousness within us, that's the nature, that is the nature is healing. Khi mà chúng ta sống một cách đúng đắn, thì chúng ta tự nhiên có cái nguồn năng lượng chữa lành này. The suppression inside is unnatural. Nhưng nếu mà chúng ta có sự chia rẽ ở bên trong, thì đây là một điều không thuận tự nhiên. Unnatural means anything you hold tightly. I want it, I want it, I want it. I don't let it go, I don't let it go. So that is unnatural. Không tự nhiên là những điều mà chúng ta dính mắc, bám chấp, chúng ta không cho đi, chúng ta không tha thứ. So let me express something bold with you. Bây giờ thầy sẽ bày tỏ một điều gì rất táo bạo với bạn. So you ate food, and after ate food, next day what happens? The food become, some part of the food become poop in our stomach. Bây giờ các bạn ăn thức ăn, rồi ngày hôm sau thức ăn này chuyển hóa sang thành phân. After we go to the toilet every day morning and relax. Ah, super. Fantastic. Và rồi so it's sáng, natural. Buổi sáng hôm sau khi mà chúng ta đi vệ sinh, chúng ta thải ra những chất thừa này. Đây là một điều rất tự nhiên đúng không ạ? So you try to hold it, try to suppress it, don't let it go out. Put it inside. Eating but you are not going to the poop. You are putting inside. What is it? It's unnatural, isn't it? Nhưng mà chúng ta ăn vào, nhưng chúng ta lại không cho đi. Chúng ta vẫn cứ lưu giữ, tích lũy ở trong người. Chúng ta không chịu buông nó ra. Thì đây là một điều không tự nhiên đúng không các bạn? You see friends, don't go to the poop. Try to stop it. First day, second day, third day. How uncomfortable it is. Nếu mà chúng ta không đi vệ sinh, chúng ta nhịn, chúng ta giữ, chúng ta nén, mà chúng ta chỉ để tích lũy ở trong cơ thể mình thôi. Đây là một điều rất không tự nhiên đúng không các bạn? Same like that, in the life, there is something we need to let it go, but we don't let it go. We will hold to it. We will cling to it. We stop it. Tương tự như vậy, trong cuộc sống của chúng ta, có những điều chúng ta cần phải cho qua, chúng ta cần phải tha thứ, nhưng chúng ta không chịu. Chúng ta vẫn dính mắc, chúng ta vẫn bám chấp, chúng ta không chịu để cho nó buông đi. Whatever happened in the past, oh, my husband hated me, my mother abandoned me, my father hit me. So many stories, so many problems. But this is the present moment. You have a possibility to explore more nourishment, but you are cling to your old story and you put that story again and you repeat that pattern again and again, which is too much holding,
creates that heaviness inside, and this whole process itself unnatural. Nhưng chúng ta vẫn lặp đi lặp lại, vẫn bám chấp vào những cái câu chuyện như là mẹ tôi làm tổn thương tôi, chồng tôi không quan tâm tôi, gia đình tôi rất là bất hòa, và chúng ta không chịu cho nó đi. Và chúng ta cứ dính mắc, cứ bám chấp lấy những cái câu chuyện này mà chúng ta không khám phá cái khoảnh khắc hiện tại. Có rất nhiều điều để chúng ta khám phá và khai mở. So when you are holding to your past and you're repeating your past in the present, that is unnatural. Khi mà chúng ta bám chấp quá khứ và chúng ta còn lụy hệ cả cái quá khứ này vào hiện tại, đây là một điều không tự nhiên. Past is past, it's gone. You are clear, you understood, you updated. Quá khứ đã là quá khứ rồi. Còn bây giờ, bạn là đã là một phiên bản nâng cấp của chính mình. Whatever you need to forgiven, you need to forgiven. Whatever you need to let it go, you let it go already. So it's clear. If you are like that, you are in the nature. Những gì chúng ta cần cho đi, hãy cho đi. Những gì chúng ta cần tha thứ, hãy tha thứ. Thay vì chúng ta bám chấp, dính mắc, thì đây là bạn đang thuận với tự nhiên. Otherwise, you are unnatural. Chứ nếu không, bạn sẽ không tự nhiên đâu ạ. So being natural leads to freedom, lightness, expansion. Being unnatural leads to heaviness. Just like you hold the poop within your stomach for 2-3 days. Khi mà chúng ta sống thuận tự nhiên như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, thanh thản, tự do. Còn nếu mà các bạn sống không thuận với tự nhiên, chúng ta sẽ cảm thấy nặng nề, căng thẳng, khó chịu, như là khi mà chúng ta giữ nín nhịn phân ở trong người mà chúng ta không đi vệ sinh một vài ngày. You know friends, only humans have the shy problem. No being in this nature has that shy problem. Các bạn biết không, chỉ có con người mới có cái vấn đề là chúng ta cảm thấy xấu hổ, ngần ngại. Chứ còn ngoài thiên nhiên, không có một loài động vật hay là loài nào khác họ có cái vấn đề như chúng ta. Shy is a kind of byproduct of our knowledge, limited knowledge. Cái cảm giác ngần ngại xấu hổ này, nó là hệ quả của những kiến thức mà chúng ta có. So out of shy, we stop ourselves many things. That is not natural. Bởi vì bạn cảm thấy xấu hổ ngần ngại mà chúng ta ngăn chính mình để làm một cái điều gì đó. Điều này là không tự nhiên. That's why Animal Kingdom is our inspiration, how to be with the natural flow. Đó là lý do vì sao vương quốc của những loài động vật là một nguồn cảm hứng cho chúng ta, làm sao để chúng ta sống thuận tự nhiên. Of course, definitely we cannot live like animal lifestyle because that is different. Animal do sex with multiple partners also, so that is not our human need. Tất nhiên chúng ta không thể nào sống như những loài động vật. Những loài động vật có thể quan hệ với cả nhiều đối phương, và đây không phải là một nhu cầu của con người. So a dog do sex on the road in front of everyone. So it's not that nature means we need to be like that. Một chú chó có thể làm tình ở ngay trên đường phố. Ở đây thầy không bảo chúng ta là cũng phải sống thuận tự nhiên, là cứ tự nhiên như vậy. So here my explanation about nature is animal never feel congested or tight or try to escape or try to cover up because animal feel shy or fear. Animal is free to fly, free to move, free to jump, free to dance. So that's what we can get inspired by the animal kingdom. Ý của thầy ở đây là chúng ta có thể đón nhận nguồn cảm hứng từ vương quốc của những loài động vật, bởi vì những loài động vật không bao giờ ngần ngại, xấu hổ để có thể nhảy múa, để có thể sống thuận tự nhiên như vậy. So by observing animals, by observing plants, by observing all the five elements in the nature, we can reflect a lot. How can we live as a nature? Bằng cách chúng ta có thể soi chiếu vào tự nhiên và những cái cây, chúng ta có thể hiểu thế nào là sống thuận tự nhiên. So finally, suffering is not nature, according to my awareness. If someone think, suffering is also natural, for me maybe that is the reality. But according to my awareness, suffering is not natural, because suffering
is created by our knowledge, created by our ego, are created by our limitedness. Dựa vào nhận thức của thầy, khi chúng ta chịu đựng khổ đau, điều này không tự nhiên. Bởi vì điều này được tạo bởi những kiến thức hạn hẹp của chúng ta. Pain is real, suffering is not real. Nỗi đau là thật, nhưng cái việc chúng ta chịu đựng khổ đau, nó là không có thật. Because if something is real, it is temporary, it will change. But something is not changing, that is unreal. Bởi vì nếu điều này là thật, nó sẽ là tạm thời, nó sẽ thay đổi. Nhưng còn những điều gì nó là không thật, nó sẽ không thay đổi. So you have a suffering, last 10 years you are suffering, another 10 years you are suffering, you are completely in that sadness. It means there is something wrong in it. It's not natural. Khi mà các bạn chịu đựng khổ đau, các bạn đã trong cái tình trạng như vậy 10 năm nay rồi, không có gì thay đổi. Đây là một điều không tự nhiên. Nature means constant updating, constant refreshing. Bởi vì tự nhiên là gì ạ? Tự nhiên là một sự cập nhật, thay đổi liên tục làm tươi mới. Where is the refreshment in your life? Vậy thì trong cuộc sống của bạn, đâu là cái sự tươi mới mà bạn có? So when there is no refreshment, how can you think that suffering is also nature? Nếu mà bạn không có sự tươi mới, làm sao mà bạn nghĩ rằng cái sự chịu đựng khổ đau của bạn là tự nhiên? Of course, yes. Disaster exists. We have a tsunami, we have the big earthquakes. Those are exist. But it does not mean when those things comes, nature is sad. It's a cleaning process for the nature. Tất nhiên trong tự nhiên chúng ta có những cơn động đất, có những cơn lũ lụt, có những thảm họa thiên nhiên. Nhưng điều này không có nghĩa rằng so thiên nhiên đang buồn mà đây chỉ là một quá trình thanh lọc. So how we are cleaning our body with the shower and kind of cleanliness in the home, nature also need to reset, clean. So tsunami happens, earthquake happens, different kind of disasters happens. Tương tự như là ở nhà thì chúng ta cần phải tắm rửa để làm sạch bản thân mình. Thiên nhiên cũng có một quá trình làm sạch, thanh lọc thông qua những thảm họa thiên nhiên như vậy. So how can we see a cleaning process as a sad thing? Vậy thì làm sao chúng ta có thể nhìn quá trình làm sạch thanh lọc này là một điều buồn? So someone can feel COVID, when COVID came, oh it's too sad. Someone can see, oh it's a cleaning process. Both are right. Có người nhìn nhận về dịch bệnh COVID, ôi, đây là một điều quả thật đáng buồn. Có người thì nhìn nhận COVID là một tiến trình thanh lọc. Cả hai đều đúng. Sad is our personal opinion. Cleaning process is reality. Buồn là cái hiện thực, là cái cảm giác cá nhân của bạn. Còn cái tiến trình thanh lọc là hiện thực chung ở đây. Temporary sadness come, heart come and go, that's fine. You are refreshing more. But when constantly you condition into sadness, condition into worry, that is not natural because it leads to disease. Khi chúng ta có những nỗi buồn thoáng qua, đây là điều rất tự nhiên. Nhưng nếu mà chúng ta liên tục sống chìm đắm trong những nỗi buồn, sự lo lắng, bất an, điều này là những điều không tự nhiên và sẽ dẫn tới bệnh tật. So friends, check yourself. I am living as a nature or I am living unnatural. Every time you question yourself and you will have the answer. Vậy hãy tự vấn chính bản thân mình. Các bạn có đang sống thuận tự nhiên hay không? Because the instinct inside you, the nature instinct inside you, it guides you what is nature means. Bởi vì cái bản năng bên trong bạn sẽ dẫn lối cho bạn thế nào mới là tự thuận tự nhiên. Well friends, so would like to take any question if someone has. And vậy thì in between we can meditate for 5 minutes. Vậy thì bây giờ thầy sẽ đón nhận những câu hỏi của chúng ta. Và trong lúc đó chúng ta có thể thực hành thiền 5 phút ạ. But through our source talk, this is the reminders. Nature means does not mean you need to go out and spend time. If you have possibility, do it. If you don't have possibility, you are itself a nature. This one always remember, you never have a dependency. Hãy luôn ghi nhớ rằng nếu bạn có cơ hội để chúng ta đến với thiên nhiên, hãy tận hưởng khả năng này. Nhưng nếu không thì cũng không sao cả, chúng ta không cần phải phụ thuộc bởi vì chính bạn đã là tự nhiên rồi. Well friends, let us sit for 5 minutes just to tune into that nature energies, các bạn in that yêu nature quý, vibration. Hãy cùng ngồi xuống
thực hành thiền và hãy cùng hòa vào nguồn năng lượng của tự nhiên. Sit quiet, close your eyes, make your shoulders relax, neck relax, the whole body is relaxed, stable in the moment. Hãy ngồi thả lỏng, thư giãn, giữ cho sống lưng thẳng. Hãy chú tâm vào giây phút hiện tại. Remember that you are the nature. Các bạn yêu quý, hãy nhớ rằng bạn chính là tự nhiên. All the five elements within you. Năm yếu tố ngũ hành đã hiện diện ở bên trong bạn rồi. How the seed is belongs to this universe, the soil. In the same way, our body also belongs to the universe and to the five elements. Tương tự như khi hạt giống thuộc về mặt đất, con người chúng ta cũng thuộc về tự nhiên và năm yếu tố ngũ hành. That is the reason all our bodies is manifesting by the space and dissolving into the space. Đây chính là lý do vì sao cơ thể của chúng ta được tạo ra bởi không gian này và rồi chúng ta cũng sẽ trở về với không gian này. Even we have an image we came from the mother womb, but where the mother womb exists, it's just a space within. Cho dù chúng ta có đến từ cổ tử cung của người mẹ, đây cũng chỉ là một không gian. So our energy just appeared within the mother womb from nowhere. Nguồn năng lượng của chúng ta hiện hữu trong cổ tử cung của người mẹ, đến từ không đâu cả. That is magic. That is miracle. Nature is miracle. Nature is mysterious. Chính là một phép màu. Đây chính là một điều kỳ bí. Thiên nhiên chính là những phép màu. Thiên nhiên chính là những điều kỳ bí như thế này. Our body is belongs to nature. Our soul is belongs to nature. Cơ thể của chúng ta thuộc về tự nhiên. Linh hồn của chúng ta thuộc về tự nhiên. Our mind temporarily polluted with the human memories are with the human trading systems. Tâm trí của chúng ta đã bị ô nhiễm bởi hệ thống trao đổi thương mại của con người. But our bodies and the soul is pure. Tuy nhiên, cơ thể và nguồn vô cùng thuần khiết. Once we connect with our body, the natural rhythm of the body, once we connect with the soul, mind start to purify. Một khi chúng ta kết nối với cơ thể, kết nối với ngọn nguồn, tâm trí của chúng ta sẽ được thanh lọc. Meditation is coming back to the our natural state. Thiền là khi chúng ta quay trở lại với trạng thái tự nhiên của mình. Which is becoming objectively observer and accepting everything as it is. Đó là khi chúng ta trở thành một người quan sát khách quan và chấp nhận mọi việc như nó vốn là. By accepting everything as it is, responding accordingly. Và khi chúng ta chấp nhận mọi việc như nó vốn là, chúng ta bắt đầu phản hồi tương ứng. That we can say art of living. Đây có thể được gọi là nghệ thuật sống. Let us remember, I am the nature. Hãy nhớ rằng bạn chính là tự nhiên. I am the healing energy. Bạn chính là
nguồn năng lượng chữa lành. And I will enjoy the whole harmony within me. Và tôi sẽ tận hưởng sự hòa hợp bên trong tôi. I don't let any lack have within me. I don't let any dependency. Tôi sẽ không để những cảm giác thiếu thốn hay sự phụ thuộc ở bên trong tôi. When I don't have any comparison, when I don't have any judgment, I am itself a complete being, a fulfillment being. Khi tôi không có sự so sánh, khi tôi không có sự phán xét, tôi sẽ là một phiên bản trọn vẹn. Rather I move lack to having, I will move having to having. Thay vì tôi dịch chuyển từ trạng thái thiếu thốn sang đủ đầy, tôi sẽ dịch chuyển từ trạng thái đủ đầy sang đủ đầy. I'm the nature, and I knew everything is interconnected. When the things need to be happen to me, it happens. Tôi chính là tự nhiên, và tôi biết rằng mọi chuyện đều kết nối với nhau. Những gì cần xảy ra nhất định sẽ xảy ra. I am the nature. Tôi chính là tự nhiên. I develop the righteousness within me. Tôi có sự đúng đắn ở bên trong tôi. Attentive with the flow of natural breath and reminds yourself consciously calm and peaceful. Hãy chú tâm vào dòng chảy của hơi thở tự nhiên và hãy giữ cho mình một sự bình tâm. It's beautiful, friends. Let us imagine like if all humans like a moving plants. Thật tuyệt vời các bạn yêu quý. Hãy cùng tưởng tượng loài người chúng ta như là những cái cây đang di chuyển. Let us plant the seed of nature within everyone's heart. Và chúng ta hãy gieo hạt giống của tự nhiên ở bên trong trái tim tất cả mọi người. Let us encourage each other, reflect each other to become every human being with full of healing energies. Hãy cùng khuyến khích cho những người xung quanh có thể tràn đầy nguồn năng lượng tự nhiên và chữa lành này. For that, whatever the activities required, whatever the approach required, let us educate ourselves, let us implement in our lives. Và từ đó, nếu mà chúng ta cần phải làm những hoạt động gì, hãy trở nên giáo dục để chúng ta có thể thực hiện được điều này. Dear friend, say yes to be a nature. Các bạn yêu quý, hãy nói có để ở với thiên nhiên. Beautiful friends, please bring your palms on your eyes. Feel the self-touch. Rất tuyệt vời các bạn yêu quý. Xin mời các bạn, chúng ta hãy đưa hai bàn tay vào nhau, cảm nhận sự xúc chạm.
Well, friend, so if there is any question like, oh, how come then? How can I deal with the technology around me or any artificial things around me? Yes. Yes, actually, that's one question like that. Already one question like that? Yes, I can read this question. How can I live in nature in this modern life? Because I really like technology. Even though I understand technology have effect on human life, make people depend on technology. Well, friends, even I didn't hear the question, but maybe telepathy happened. I made this question by myself. Các bạn có thấy không? Thầy thực ra thầy cũng chưa nhận được câu hỏi mà thầy đã đoán được câu hỏi các bạn gửi thầy là gì rồi. Có lẽ thầy có cái khả năng thấu cảm như vậy. Vậy thì có một bạn gửi về chương trình câu hỏi: sống tự nhiên trong cuộc sống hiện đại như thế nào? Bởi vì tôi thích lối sống thuận tự nhiên, nhưng tôi cũng lại rất thích công nghệ. Mặc dù tôi biết công nghệ cũng có nhiều tác hại đối với con người và môi trường, khiến con người phụ thuộc vào sự tiện lợi của công nghệ. Friends, so far I understood, technology is not harmful. Vậy các bạn yêu quý, trong nhận thức của thầy, công nghệ không có làm hại chúng ta. The way we use it becoming harmful. Mà cái cách chúng ta sử dụng công nghệ mới là có hại. It's very clear, very clear. We need to educate ourselves. We cannot escape from technology. Đây là một điều rất rõ ràng, rằng chúng ta không thể nào trốn chạy khỏi công nghệ. We need to create a beautiful connection between technology and the harmony. Mà chúng ta cần tạo ra một sự kết nối với công nghệ rất tuyệt vời trong một sự hòa hợp. There is lots of technology, very beautiful, high-level technology, so supportive to protect our nature, within and with outside also. Có rất nhiều công nghệ tuyệt vời có thể hỗ trợ cho chúng ta, hỗ trợ chúng ta kết nối với thiên nhiên, kết nối với phần tự nhiên bên trong mình. So let us become conscious that we don't need to blame on technology, because technology making our life more easier, more better and more elegant. Và như vậy chúng ta hãy đừng đổ lỗi cho công nghệ, bởi vì công nghệ có thể biến cho cuộc sống của chúng ta trở nên tiện lợi hơn, thanh lịch hơn. So by hating technology or escaping technology, there is nothing we can change in this world. Nếu mà bạn chỉ căm ghét công nghệ hoặc là chúng ta trốn chạy khỏi công nghệ, bạn sẽ không thay đổi được điều gì trên thế giới này đâu. Because if you don't want, someone want. So how can you fight with them? Bởi vì nếu mà bạn không muốn, những người khác họ lại muốn. Vậy làm sao bạn có thể tranh đấu được? So this is what? Something bound to be happens, it happens. Vậy những gì cần phải xảy ra, nhất định nó sẽ xảy ra. So when things are happening, how can you create a nice connection within it? How can you harmonize between two different poles that is belongs to our wisdom? Và như vậy, làm thế nào để chúng ta cân bằng được hai cực của một vấn đề? Điều này phụ thuộc vào sự thông tuệ của mỗi người. So friends, do your best to whatever the ways you can reduce the uses of technology and use the right technology, spend your energy in the right activity. It means you are already in the nature and you are supporting to the nature. Vậy các bạn yêu quý, hãy làm tốt nhất trong khả năng của mình để chúng ta tận dụng công nghệ, đừng sử dụng quá nhiều. Và như vậy chúng ta sẽ sống một cách rất tự nhiên. So the healthy way of using technology is use how much you really want. After that, don't use it. Một cách lành mạnh để sử dụng công nghệ đó là chúng ta hãy dùng. Even you are using your laptop, your mobile, whatever, if it is really necessary, then use. Remaining time, tune into that natural states. Đó là chúng ta hãy dùng chỉ khi chúng ta thật sự cần. Chúng ta có thể dùng điện thoại, máy tính, iPad, nhưng mà những lúc còn lại thì chúng ta có thể không dùng. Yes. Yes, and one more question. Yeah. Yes. Và ban tổ chức cũng mới nhận được một câu hỏi rất thú vị từ một bạn đang tham dự trực tiếp tại chương trình ở đây.
thì bạn có hỏi ban tổ chức rằng, bạn có hỏi thầy rằng, việc không cần đến hôn nhân có thuận tự nhiên không ạ? Vì mình thấy chính mình là quá đủ. If I don't feel like getting married, is this nature? Is this unnatural? Because I feel myself is more than enough already. Friends, why we need married? For what? Các bạn yêu quý, tại sao chúng ta cần hôn nhân? Chúng ta cần hôn nhân để làm gì? Marriage is a human concept. Hôn nhân là một khái niệm của con người. People need connection. Chúng ta not cần marriage. Sự kết nối, chứ không phải chúng ta cần hôn nhân. So, marriage is a choice. It's a personal choice. There's nothing more than it. Và như vậy, kết hôn ở đây là sự lựa chọn của mỗi người. Because in the name of marriage, two genders come together and they start the life, and other relationships come and bless each other. So it creates a nice ceremony, nice celebration. So if we see in that way, marriage is fine. If you think that one no need for you, it's fine. Nhân danh kết hôn, hai giới tính đến với nhau, chúng ta làm những nghi lễ dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè, hoàn toàn ổn. Nhưng mà nếu mà bạn không có lựa chọn như vậy, điều này cũng ổn. Because we humans need activities. Bởi vì con người chúng ta thì cần những hoạt động. So we created marriage parties, birthday parties, death holidays, Christmas holidays, retreats. We can create thousands of things. It's up to us. Và như vậy chúng ta tạo ra những hoạt động như là những bữa tiệc, những chuyến đi du lịch. Chúng ta tạo hàng ngàn hoạt động cho mình. So in our Vietnam we do Tet holidays. In another country even they don't know what is Tet holiday. Ví dụ ở Việt Nam thì chúng ta ăn mừng dịp Tết đúng không ạ? Nhưng ở những quốc gia khác họ còn không biết Tết có nghĩa gì. In India there is some festival going on. Here in Vietnam even they don't know what is that what's going on. Tại Ấn Độ có những lễ hội đang diễn ra mà ở Việt Nam chúng ta đâu có biết được những lễ hội này. So like that, according to the region, according to the culture, according to the memories, according to the habits, different activities goes on all the time in our human lives. Điều này có nghĩa là phụ thuộc vào những tôn giáo, văn hóa mà chúng ta có những hoạt động khác nhau diễn ra. So some people choose go to every day after office, go to the pub and have some dance party and have some alcohol and go home and sleep. That's what he choose. Someone don't choose it. Both are fine. Có những người lựa chọn sau mỗi giờ làm việc thì họ đi nhậu nhẹt nhảy múa. Có những người thì không lựa chọn như vậy. Đây là sự lựa chọn của mỗi người. It does not mean if everyone don't go to the pub and drink and dance, it does not mean they are not socializing, isn't it? Does not mean not socializing. Nếu mà có những người họ không lựa chọn tới những quán bar để uống rượu, nhậu nhẹt thì điều này cũng không có nghĩa rằng họ đang không có sự kết nối, xã giao. So friends, anything is a human activity, which is human creation, which means it's a choice. Tất cả đều là những hoạt động do con người tạo ra và đây đều là những sự lựa chọn. That's beautiful, friends. And there is, if any questions, I'm gonna answer it by the email. Các bạn yêu quý, và hiện nay đội ngũ cũng đã nhận được những câu hỏi mà các bạn gửi về chương trình. Và Master Just One Is sẽ trả lời những câu hỏi này thông qua email. And thanks for tuning into our Diviners activities and our sharing sessions. Và thầy muốn gửi lời cảm ơn bạn vì đã hiện diện ở đây trong chương trình chia sẻ cùng với cả Diviner. So friends, as a conscious beings in our world, everything is a choice. So let us create conscious choices which makes our lives healthier, physical health, mental health and the spiritual health. Là một người có ý thích, là một người có ý thức, tất cả những gì xung quanh chúng ta đều là những sự lựa chọn, và chúng ta có thể đưa ra những sự lựa chọn tỉnh thức và lành mạnh. And it said, health is wealth. Và sức khỏe chính là sự giàu có, trù phú. It does not mean I didn't hear that anyone said the currency in your bank is the wealth. Thầy chưa bao giờ nghe thầy có ai nói rằng cái tài sản bạn có trong ngân hàng là cái sự
cái sự giàu có đủ đầy thực sự. The true wealth is no one can stolen it. That is wealth. Cái sự giàu có đủ đầy thực sự là những gì không ai có thể đánh cắp đi khỏi bạn. The money in your bank anyone can stolen, isn't it? Tiền trong ngân hàng của bạn ai cũng có thể ăn trộm ăn cắp được đúng không? But wisdom in your heart who can stole? Nhưng sự thông tuệ trong trái tim của bạn ai là người có thể lấy đi được điều này? The energy of courage within you who can stole it? Cái nguồn năng lượng và sự can đảm bên trong bạn ai có thể lấy đi được điều này? So living conscious is the health, health is wealth and wealth is everything. Và như vậy, sống một cách có tỉnh thức, đây chính là sự giàu phó đủ đầy đích thực. So in order to living conscious, we need to remind ourselves, we need to cultivate our righteousness inside. Để có thể sống tỉnh thức như vậy, chúng ta cần nuôi dưỡng hạt giống của sự chính nghĩa đúng đắn ở bên trong. So our divinest activities was created to create this righteousness inside with the combination of art and meditation. Và như vậy, tổ chức Diviner được thành lập để chúng ta có một lối sống tỉnh thức như vậy thông qua sự kết hợp giữa thiền định và nghệ thuật. So if you find yourself you have artistic energy, you are interested in artistic creative approaches, plus you are interested in this harmonious lifestyle, conscious lifestyle, it means our diviner's activity is so suitable for you. Nếu mà bạn cũng quan tâm về việc kích hoạt nguồn năng lượng nghệ thuật ở bên trong bạn kết hợp cùng với cả sự nhận biết của thiền định, thì điều này có nghĩa là những hoạt động của Diviners sẽ rất phù hợp với các bạn. And we have a special course which is transforming art, so which is the combination of art and meditation. We are conducting that course in this month, so our team will gonna give you the information. If it is possible, please join that course, so it helps you to explore the higher consciousness within you. Vậy thì các bạn yêu quý, vào tháng này thì Diviners có một món quà dành cho bạn. Đây chính là khóa học chuyên sâu nghệ thuật chuyển hóa. Nếu mà bạn cảm thấy bạn muốn khám phá nhiều hơn, chúng ta có thể đăng ký cùng với cả đội ngũ Diviner. Well friends, so we are ready to be the part of the noble causes and the expansion of our world consciousness, the evolution of the human consciousness. So let us tune in, let us be in the righteous approach and enjoy our lives. Và như vậy, chúng ta đã sẵn sàng để trở thành một phần của sự tiến hóa, cộng hưởng và phát triển. Hãy tiếp tục tiến lên phía trước các bạn yêu quý. My namaste to the master within you, my namaste to the nature within you. Thầy cúi chào namaste trước vị thầy bên trong bạn. Thầy cúi chào namaste trước tự nhiên ở bên trong bạn.